Ai da, trời ơi. 2 3. Hey!
Để chạy trong xuống đây coi coi. Chứ vậy giữ nguy hiện trường để công an tới làm biên bản chứ. Trời ơi. Quýnh xa lắc mà kêu vô. Dạ. Quýnh mạnh quá, quýnh xa lắc. Quýnh tàn ra ngoài không à. Rồi mà kêu vô. Cảm khảo rồi. Không cần. Rồi. Quên 6-1 không mà Khanh mới đăng lưới mà giỡn á. Cái gì vậy? Rồi sao gắn đi giỡn rồi. Rồi, rồi sao hay. Rồi gãy rồi chứ còn gãy đâu. Gãy rồi cũng không gãy. Không gãy thì ngày mai cũng gãy hả? Không gãy thì ngày mai cũng gãy hả? Đúng đại gia có khác. Giật mua 3 triệu mà đi đập cây vậy ta. Được. Vô. Rồi vô.
đó. Bữa nay gì? Đi ba ngày anh về dễ mà. Trời ơi. Có quá. Cố gắng làm qua đây rồi.
Ngay vậy. Tao ơi.
ơi.
Chỉ cần quýnh chuẩn xác thôi, một lần. Lần thứ hai nó thường dao nhỏ. Đó, cái bản là vậy đó. Rồi, anh cứ đứng sát lên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
dội lại luôn ghê chứ. Rồi. Ai?